Ngày 5 tháng 8, người dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và du khách rất xúc động trước bức tranh ba người lính cứu hỏa vừa chữa cháy, vừa cứu một em nhỏ, được các họa sĩ vẽ trên một bức tường lớn tại đường Thông Thiên Học, phường 2. Bức tranh này nhằm tưởng nhớ ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy vừa hy sinh tại Hà Nội. Bức tranh này được bà Đinh Thị Thu thuê họa sĩ vẽ trên bức tường cửa hàng của gia đình. Ngay cạnh cây xăng Thông Thiên Học, bức tường cao hơn 3m, rộng 4m. Trong bức tranh, hai chiến sĩ đang dùng vòi nước chữa cháy. Một chiến sĩ cầm rìu ôm cháu nhỏ chạy ra khỏi đám cháy, mô phỏng lại hình ảnh cứu hỏa tại quán karaoke ở Hà Nội, khiến ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh. Bà Thu cho biết, tôi thuê họa sĩ vẽ bức tranh này để tri ân ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội đã hy sinh thân mình để giúp đỡ người dân. Từ đó người dân cũng lấy làm bài học kinh nghiệm, cảnh giác, không để xảy ra những vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản. Mặc dù bức tranh này đang trong quá trình hoàn thiện nhưng đã khiến cộng đồng mạng xúc động, chia sẻ rộng rãi. Tuyệt vời quá Đà Lạt ơi, tri ân các anh hùng, tri ân ba chiến sĩ dũng cảm, các anh sẽ luôn luôn là chiến sĩ đẹp, ý nghĩa và nhân văn, nhiều người bình luận. Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Tấn Đức, một trong những họa sĩ trực tiếp vẽ bức tranh nêu trên, cho biết: bức tranh ý nghĩa này được chúng tôi bắt đầu vẽ vào sáng ngày 5 tháng 8, dự kiến đến cuối ngày sẽ hoàn thiện. Bức tranh được vẽ bằng chất liệu màu acrylic, sơn nước.